Xin chào đại gia đình Văn Lan, mình là Mỹ Như. Rất vui được gặp lại mọi người tại Bản Tin Tuần và Lan News số 63. Chuyên mục Chuyển động Văn Lan đang rất nóng lòng được chia sẻ với các bạn vì trong tuần vừa qua, Văn Lan có rất nhiều sự kiện quan trọng cũng như các chương trình thú vị. Chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại các tin tức này nha. Ngày 13 tháng 10 năm 2022, tiến sĩ Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Capella, Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Văn Lan đã có mặt tại lễ tôn vinh doanh nghiệp và doanh nhân thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2022. Tiến sĩ Nguyễn Cao Trí đón nhận khen thưởng doanh nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong nhiều năm liền với những đóng góp tích cực trong sự phát triển kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và nền kinh tế quốc dân nói chung. Bên cạnh đó là những cống hiến của thầy trong quá trình phát triển của Tập đoàn Giáo dục Văn Lan. Văn Lan News xin chúc mừng tiến sĩ Nguyễn Cao Trí và kính chúc thầy có thêm nhiều sức khỏe để đồng hành cùng sự phát triển của Trường Đại học Văn Lan. Tháng 10 năm 2022, Trường Đại học Văn Lan chính thức được Bộ Giáo dục và Đào tạo ký quyết định cho phép tuyển sinh và đào tạo ngành y khoa, ngành học cực kỳ quan trọng trong lĩnh vực đào tạo sức khỏe. Chương trình ngành y khoa của Trường Đại học Văn Lan được xây dựng với mục tiêu đáp ứng bộ tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á AUNQA. Với nhân sự đào tạo chuyên nghiệp, hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư hiện đại và mạng lưới liên kết với các đơn vị y tế, đơn vị đào tạo trong và ngoài nước, Trường Đại học Văn Lan sẽ là bệ phóng cho những bác sĩ vững chuyên môn, giàu y đức, phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe. Chào đón thế hệ các bác sĩ trẻ tương lai gia nhập đại gia đình Văn Lan. Vừa qua, Phòng Tuyển sinh và Truyền thông Văn Lan đã thông báo đợt tuyển cộng tác viên tư vấn tuyển sinh năm 2023. Đội hình cộng tác viên tư vấn tuyển sinh Văn Lan luôn là nơi hội tụ các bạn sinh viên năng nổ, nhiệt huyết, trách nhiệm và có tình yêu dành cho Văn Lan. Trở thành cộng tác viên tư vấn tuyển sinh, các bạn sẽ được tham gia các hoạt động như đến các trường trung học phổ thông trong các ngày hội tư vấn hướng nghiệp, hướng dẫn thí sinh đến Văn Lan nộp hồ sơ, giải đáp thắc mắc của thí sinh qua các kênh tư vấn tuyển sinh của trường. Đây là đợt tuyển duy nhất trong năm và số lượng ứng viên tăng nhanh qua mỗi năm, nên các bạn đừng bỏ lỡ cơ hội nha! Năm 2022, Trường Đại học Văn Lan tiếp tục mở rộng tuyển sinh chương trình quốc tế liên kết với các trường đại học danh tiếng. Ngày 10 tháng 10 năm 2022, Trường Đại học Văn Lan đã chào đón các bạn tân sinh viên khóa 28 đến làm thủ tục nhập học theo mô hình chuyển tiếp tại các trường như Đại học Angelo State Hoa Kỳ, Đại học Inha Hàn Quốc, Đại học Waikato New Zealand và Đại học Minh Truyền Đài Loan. Các bạn cũng có cơ hội giao lưu, gặp gỡ cùng các giảng viên, cố vấn học tập để tìm hiểu thông tin về chương trình cũng như lộ trình học tập trong 4 năm sắp tới. Văn Lan News mong các bạn hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt để chào đón những trải nghiệm mới nha! Ngày 14 tháng 10 năm 2022, Khoa Nghệ thuật Ứng dụng tổ chức sự kiện chào đón sinh viên khóa 25, 26, 27 và lễ nhập môn chào đón tân sinh viên khóa 28, hai ngành thanh nhạc và piano. Đại diện các ngành học đã chia sẻ về chương trình đào tạo, cơ hội nghề nghiệp, sứ mệnh, tầm nhìn, triết lý giáo dục của khoa. Hòa chung với không khí của buổi lễ, những tiết mục văn nghệ hấp dẫn được chuẩn bị bởi chính các giảng viên và sinh viên của Khoa Nghệ thuật Ứng dụng. Chúc tất cả các thầy cô, các bạn sinh viên và tân sinh viên có một năm học mới gặt hái được nhiều thành công nha! Ngày 13 tháng 10 năm 2022, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc tổ chức chương trình Orientation cho 200 tân sinh viên khóa 28. Các bạn tân sinh viên được phổ biến về chương trình đào tạo, hướng dẫn xây dựng kế hoạch học tập hiệu quả và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên, làm quen với các quy định, chính sách hỗ trợ của trường, của khoa và hiểu thêm về các sân chơi, chương trình hoạt động mang đậm bản sắc của Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc. Chúc cho các bạn tân sinh viên sẽ có 4 năm học tập thật tốt và chinh phục mục tiêu mình mong muốn trong tương lai nha! Ngày 8 tháng 10 năm 2022, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc Trường Đại học Văn Lan phối hợp cùng Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh và Nhà xuất bản trẻ tổ chức lễ trao giải cuộc thi Review tác phẩm văn học Hàn Quốc năm 2022. Cuộc thi nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc, được tổ chức với sự tài trợ của Viện Dịch thuật Văn học Hàn Quốc. Những bài cảm nhận và video clip giới thiệu đã thể hiện được sự sáng tạo và mới mẻ dựa trên các tác phẩm văn học Hàn Quốc, Truyện nàng Sức Giang, Truyện nàng thiếu phụ Sức Giang, Em thấy chúng ta trong một mùa hè, Nụ cười của Soko. Xin chúc mừng tất cả các bạn đã xuất sắc chinh phục cuộc thi nha!
Ngày 10 tháng 10 năm 2022, Khoa Môi trường Trường Đại học Văn Lang tổ chức thành công hội thảo dành cho các bạn sinh viên với hai chủ đề: Kỹ năng viết dự án tư vấn (Consultancy Writing) và Giao tiếp đa văn hóa (Intercultural Communication) do tiến sĩ Astrid Henriksen và tiến sĩ Julian Student đến từ Đại học Wageningen Hà Lan trực tiếp dẫn dắt. Với hoạt động học tập thông qua trải nghiệm, các bạn sinh viên và học viên được trình bày suy nghĩ, quan điểm của mình về bài học sau mỗi hoạt động, thực hành kỹ năng đàm phán, rèn luyện việc nói tiếng Anh, giao lưu cùng các chuyên gia trong môi trường quốc tế và tìm hiểu về tầm quan trọng của truyền thông trong vấn đề môi trường hiện nay. Tháng 9 năm 2022, nhóm sinh viên Văn Lang đã có mặt tại Israel, chính thức bắt đầu hành trình thực tập quốc tế tại các nông trường chất lượng cao. Israel là một quốc gia duy nhất có thể biến sa mạc thành đất canh tác, thực hiện trồng trọt, phát triển nông nghiệp và trở thành hình mẫu trên thế giới. Bên cạnh việc học tập, các bạn sinh viên có cơ hội được tham gia các hoạt động du lịch, tham quan đất nước Israel và giao lưu văn hóa. Chúc các bạn sinh viên sẽ sớm thích nghi với môi trường mới và phát triển bản thân thật nhiều nha! Ngày 11 tháng 10 năm 2022, Trường Đại học Ngoại ngữ Busan đã đến thăm và làm việc cùng ban chủ nhiệm sinh viên khoa ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc. Các bên đã thảo luận về các chương trình trao đổi sinh viên giữa hai trường trong thời điểm ngắn hạn và dài hạn. Bàn về phương hướng hợp tác, mở chương trình đào tạo liên kết 2+2 và chương trình đào tạo ủy thác. Và Lang News chúc hợp tác của hai đơn vị sẽ đạt được nhiều thành công. Ngày 6 tháng 10 năm 2022, Ban giám hiệu Trường Đại học Văn Lang đã có buổi gặp gỡ và trao đổi cùng đoàn đại biểu Đại học California Riverside, Hoa Kỳ. Theo thỏa thuận hợp tác, hai đơn vị sẽ cùng triển khai mô hình đào tạo chương trình liên kết quốc tế 3+1+X. Đặc biệt, sinh viên Văn Lang khi học chuyển tiếp vào năm cuối tại Đại học California Riverside sẽ được nhận học bổng giảm học phí và cơ hội nhận học bổng 100% khi các bạn theo học bậc tiến sĩ. Tuần qua, sinh viên khoa quan hệ công chúng và truyền thông Trường Đại học Văn Lang đã có dịp trao đổi cùng đoàn chuyên gia đến từ Đại học Daikin. Các bạn sinh viên đã cùng các diễn giả làm rõ vai trò của việc định vị bản thân và xây dựng thương hiệu cá nhân trong nhiều hoạt động như phỏng vấn du học, xin việc làm, phỏng vấn xin học bổng và ứng dụng vào công việc thực tế của các bạn sau này. Ngày 11 tháng 10 năm 2022, Báo Thanh niên và Hiệp hội Siêu Đầu bếp Việt Nam phối hợp cùng Trường Đại học Văn Lang, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, Sài Gòn Tourist tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế Hành trình Bánh mì Việt Nam từ giao thoa văn hóa ẩm thực đến giá trị thương hiệu quốc gia, nhằm đóng góp những giá trị về nghiên cứu, sưu tầm tư liệu khoa học về bánh mì Việt Nam, mang hương vị Việt đến gần hơn với cộng đồng quốc tế. Tại buổi hội thảo, các báo cáo viên đã trình bày 7 tham luận với 4 chủ đề: lịch sử bánh mì Việt, sự du nhập từ món ăn phương Tây trở thành ẩm thực bản địa, bánh mì Việt Nam theo dòng thời gian, bánh mì Việt hội nhập quốc tế và định vị thương hiệu, sức hút hấp dẫn của bánh mì Việt với thế giới. Hôm nay tôi rất vui được đến đây dự cái buổi hội thảo này. Mà một cái hội thảo cũng phải công nhận rằng là sẽ mang lại một cái lợi ích tư tưởng và xu hướng ăn uống mới để mà sinh viên của chúng ta có cơ hội trải nghiệm và có cơ hội tiếp cận để mà thấy được cái giá trị sáng tạo ẩm thực của người Việt chúng ta. Một cái món bánh của người Âu Tây đưa vào Việt Nam, người Việt chúng ta đã cải tiến và đưa những cái món nhân rất là của người Việt để mà làm nên một cái ổ bánh mì của người Việt và được cả thế giới bây giờ là rất là ưa chuộng. Đó là một cái sự thành công rất lớn của ẩm thực Việt Nam mà các bạn sinh viên là có cơ hội để mà học hỏi thêm. Hội thảo khoa học quốc tế Hành trình bánh mì Việt Nam từ giao thoa văn hóa ẩm thực đến giá trị thương hiệu quốc gia nằm trong chuỗi chương trình Ngày bánh mì Việt Nam. Văn Lang News chúc mừng hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp nha. Nằm trong chuỗi chương trình Ngày bánh mì Việt Nam, hội thi sáng tạo nhân bánh mì Việt Nam được tổ chức dành cho các bạn sinh viên khối ngành du lịch tại các trường đại học, góp phần quảng bá ẩm thực đường phố Việt Nam nói riêng và văn hóa ẩm thực Việt Nam nói chung. Hội thi có sự tham gia của 24 đội, mỗi đội có 2 thành viên cùng nhau sáng tạo, chế biến sốt và nhân bánh mì trong vòng 90 phút. Các thành phẩm được trình bày trước hội đồng ban giám khảo là những đầu bếp nổi tiếng trong và ngoài nước. They can learn how to combine
different taste and bring it to a competition. They can learn how to work in a competition because they have to first think of a special recipe and then to make it under pressure. So all competitions are very worthful for every young student to get on. And I think when they are got the poison inside from competing, they can never stop. And the doors will be open for them even international. Bản thân tôi vui mừng là cái gì? Có thế hệ 2 tiếp tục khai thác, tiếp tục nghiên cứu để trở thành thế hệ 2 mình còn nhiều cái bánh mì nó phong phú hơn. Thành ra là không chỉ là Việt Nam, mình phải tiến tới là quốc tế, đi tới cái phần chẳng hạn là có giới thiệu bánh của mình đi quốc tế, đồng thời đi thi ở quốc tế, thì mang tới cái phần vinh dự cho bên đất nước mình. Đó là một cái mong muốn và nguyện vọng của tôi. Sau 90 phút trổ tài sáng tạo của mình, nhiều loại sốt nhân bánh mì độc đáo thu hút sự quan tâm của hội đồng ban giám khảo. Đội thi trường Đại học Phan Lan xuất sắc giành giải ba chung cuộc. Các đội giải nhất, nhì, ba nhận được huy chương vàng, bạc, đồng theo thứ hạng, giấy chứng nhận từ Liên đoàn Bánh mì và Bánh ngọt Thế giới. Bên cạnh đó, các đội chiến thắng cũng sẽ được vinh danh trong Ngày Bánh mì Việt Nam ngày 24 tháng 3 năm 2023. Phan Lan News xin chúc mừng tất cả các bạn.